Chào mừng các bạn quay trở lại với M2 Deal Channel. Mình là Bucky và sau đây như thường lệ vẫn là chuyên mục tóm tắt anime Yu-Gi-Oh! Demon Slayer. Không phải để các bạn chờ lâu thêm nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nhận được thông báo từ ban tổ chức, tất cả bài hữu đều tập hợp ở phòng xổ số của đài truyền hình K3. Ngay lập tức, chiếc máy xổ số rồng trắng mắt xanh ba đầu được khởi động. Quả bóng đầu tiên được nhả ra là số 2, Zunouchi, và quả bóng kế tiếp chính là số 7, Madrid. Nhưng thực chất lúc này là Reset đang giả dạng. Như gãi đúng chỗ ngứa của mình, Zunouchi bắt đầu nhe nanh gầm gừ với Madrid. Nhưng ngay sau đó, cả hai bài hữu đều di chuyển đến sàn đấu và xào bài cho nhau. Zunouchi lúc này đã bình tĩnh hơn và nhìn chằm chằm vào Madrid. Honda bảo rằng đây là khuôn mặt quyết tâm của Zunouchi. Nếu cậu ta mà trưng bộ mặt này ra thì có nghĩa là đã hắn chắc rồi. Shizuka cũng khá lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô bé trực tiếp theo dõi anh trai mình đấu bài. Trước khi trận đấu bắt đầu, Zunouchi gáy siêu mạnh, bảo rằng mình sẽ hắn trong vòng 11 lượt, khiến mọi người ngạc nhiên. Không hiểu tại sao lại là 11 lượt, chứ không phải là 10 lượt hay 9 lượt. Còn Shizuka thì thần tượng vì anh của mình đã tính hết mọi thứ. Đột nhiên, Madrid chĩa cái quyền trượng ngàn năm của mình vào Zunouchi, khiến cậu hết hồn. Nhưng hắn cũng cất nó đi ngay sau đó. Đây như là kế hoạch của Madrid thật và Reset để lừa mọi người tin vào việc Reset thật sự là Madrid. Bên cạnh đó, Madrid thật cũng gò mò về K3. Tại sao anh ta lại có thể sử dụng được Obelisk mà không sở hữu một bảo vật ngàn năm nào? Và còn về việc tu sĩ sở hữu rồng trắng mắt xanh được tạc trên bi đá cổ xưa nữa. Mukuba tự hỏi liệu Madrid có phải là người nắm giữ lá bài hần thứ ba hay không? K3 cũng không chắc về điều đó. Anh mong là Zunouchi đủ mạnh để ép Madrid phải sử dụng tới lá bài hần của hắn. Trận đấu bắt đầu, Zunouchi đi trước. Honda hỏi Yugi rằng Zunouchi đã lấy lại rồng đen mắt đỏ hay chưa? Yugi bảo thì chưa. Zunouchi chỉ muốn lấy lại nó khi cậu đã đánh bại được Yugi mà thôi, khiến mọi người lo lắng. Bộ bài của Zunouchi mà không có rồng đen mắt đỏ thì phải nói là yếu xìu. Zunouchi nghe nói thế thì bực lắm, nhưng rồi cậu cũng nghĩ đến việc nếu hắn thì mình sẽ có được một lá bài hần thì mê đứa đưa ra, đến mức mém nữa làm rơi hết bài trên tay. Quay lại trận đấu, Zunouchi triệu hồi kỵ sĩ Hep Gearfry, sau đó kết thúc lượt. Reset rút bài và kích hoạt ma pháp ngôi đền của nhà vua, một ngôi đền to lớn trồi lên phía sau lưng hắn. Reset úp thêm hai lá rồi kết thúc lượt. Đến Zunouchi, Honda húc giục Zunouchi tấn công, nhưng Zunouchi cũng nhận ra không có ngon ăn như thế. Cậu khá lo lắng về các lá bài úp của đối thủ. Zunouchi triệu hồi Tiny Guardian và kết thúc lượt. Đến Reset, hắn úp thêm hai lá nữa rồi cũng kết thúc lượt của mình, như thể đang khá thức Zunouchi tấn công. Zunouchi triệu hồi thêm một quái thú nữa là Hayabusa Knight. Sau đó Zunouchi kích hoạt thêm một lá ma pháp nữa là Giant Trinet. Hỏi tất cả ma pháp cạm bẫy trên sân về tay của người chơi. Nếu thành công thì cả 5 lá ma pháp cạm bẫy của Reset đều sẽ biến mất và Zunouchi có thể tấn công trực tiếp hắn và chiến hắn. Nhưng khi những ngọn gió hỏi đến sân của Reset thì cũng biến mất và không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người hoang mang. Reset giải thích rằng lá bài Giant Trinet đã kích hoạt một lá bài bẫy khác của hắn. Đó là lá sự phán xử của Anubis, phủ nhận khả năng của Zen Trinet, đồng thời tiêu diệt tất cả quái thú trên sân của Zunouchi và cậu ta phải nhận thiệt hại bằng một nửa sức công của chúng, khiến điểm gốc của Zunouchi chỉ còn lại 1900. Lượt của Zunouchi vẫn chưa kết thúc, cậu tuyên bố dõng dạc mình cố ý rơi vào bẫy của Reset mà thôi, giờ cậu sẽ chơi nghiêm túc hơn. Thì đương nhiên là không ai tin hết ngoại trừ cô em gái Shizuka ra. Mukuba cười và bảo Zunouchi là một bài hữu rất giỏi vì cậu không bao giờ nản lòng, nhưng K3 bảo đó gọi là ngu si hưởng hai bình. Reset úp thêm hai lá nữa và kết thúc lượt, khiến Zunouchi bực bội. Cậu bảo rằng đây là Deal Monster, chứ không phải là Deal Magic hay là Deal Trap. Phải đấm nhau bằng quái hú thì mới đúng. Reset bảo, thế thì ông chỉ ra xem luật nào cấm tôi chơi còn ma pháp cầm bẫy. Nếu có thì tôi chịu thua luôn, làm Zunouchi cứng họng. Tới Zunouchi, cậu triệu hồi Alligator Shoot và úp một đá rồi kết thúc lượt. Yugi khen đó là một lựa chọn tốt, nhưng nếu muốn chiến thắng thì cậu buộc phải tấn công. Đến Reset, hắn bỏ lượt. Zunouchi cũng bỏ lượt, rồi Reset lại bỏ lượt tiếp. Zunouchi đã thua trong trận đấu về sự kiên nhẫn. Cậu triệu hồi Rocket Wario rồi tấn công trực tiếp Reset. Nhưng Reset đã lật bài 7, con mắt Wizard chiếm quyền điều khiển của Rocket Wario và đánh ngược vào Alligator Shoot. Nhưng Zunouchi lại lật bài 7 Fairy Bot, giấu Alligator Shoot vào trong để tránh né đầu tấn công. Zunouchi đắc ý bảo mình đã tìm ra điểm yếu của Reset. Chỉ cần cậu tiêu hao hết bẫy của hắn, hắn sẽ không phải tấn công được và cậu là người chiến thắng. Nhưng Reset bảo cậu quá ngây thơ. Hắn kích hoạt 3 lá bài úp của mình là hiện thân của Abofit. Ba lá bài 7 hóa thành 3 con quái hú với sức công là 1600, khiến mọi người bất ngờ. Tập 87, đối diện với 3 con quái 7 của Reset, Zunouchi cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Shizuka lo lắng, nhưng Mai nói Zunouchi vẫn có thể úp bài và vẫn còn cơ hội phản công. Và đúng như vậy, Zunouchi úp một lá và kết thúc lượt. Đến Reset, hắn ra lệnh cho 3 con hiện thân của Abofit tấn công quái hú của Zunouchi.
nhưng cậu đã lập về ức Scapegoat, triệu hồi 4 con cừu thấy hân để chặn đòn. Nhưng Rasit chuẩn bị rất chu toàn, hắn kích hoạt Magic Summer, bỏ một lá trên tay và vô hiệu hóa Scapegoat, do đó cả Allegacosut và Rocket Warrior đều bị tiêu diệt. Còn hiện hơn, Apophis còn lại tấn công trực tiếp khiến Zoruchi chỉ còn 200 điểm gốc. Trong khi mọi người lo lắng cho Zoruchi thì Kaiba cảm thấy thất vọng. Ai đã nghĩ Zoruchi sẽ là một con chuột bạch thí nghiệm, nhưng không. Zoruchi chắc chỉ là một con ruồi thí nghiệm thôi, chả giúp ích được gì. Đứng trước hiện thực tàn khốc rằng Rasit quá mạnh, dù chiến đấu một cách công bằng thì hắn vẫn nghiền ép Zoruchi, khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đã có ý muốn đầu hàng. Nhưng Mai vẫn là người xuất hiện và nói cho Zoruchi tỉnh ra. Cô bảo nếu Zoruchi đầu hàng, anh có mặt mũi nào mà gặp lại những đôi bài hữu mà anh đã đánh bại như Roba, Haga và Kazuki nữa chứ. Nếu Zoruchi thấy ổn thì cứ đầu hàng đi. Shizuka cũng nói thêm vào, Zoruchi là người mang đến ánh sáng cho cô. Nếu không có Zoruchi thì con bé vẫn đang chìm trong bóng tối. Những lời này đã khiến Rasit nhớ lại lúc hắn còn nhỏ. Khi hắn đang khoi hớp trên sa mạc, hắn đã được gia đình Iska cứu giúp. Hắn đã được họ ban cho ánh sáng của sự sống. Do đó Rasit hỏi Zoruchi, tại sao cậu lại tham gia giải đấu này? Zoruchi nói rằng mình đang chiến đấu để hoàn thành lời hứa của bản thân. Vì thế Zoruchi sẽ không từ bỏ. Điều đó khiến Rasit suy ngẫm, một bài hữu chân chính thì sẽ không dũng cảm chấp nhận thất bại của bản thân hay sao? Zoruchi đáp lại, dù có ít cơ hội chiến thắng, nhưng cậu vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Zoruchi triệu hồi Superman of Blastar ở thế hữu. Rasit tấn công bằng hiện thân của Apophis. Zoruchi sử dụng combo Foolish Burial, gửi Jinzo vào mộ của Rasit, rồi dùng Great Rubber để cướp một lá bài dưới mộ đối thủ. Do đó triệu hồi đặc biệt Jinzo lên sân của mình. Và vì các quái hú của Rasit cũng được xem như là bài bẫy, nên chúng đều bị tiêu diệt bởi khả năng quét bẫy của Jinzo. Với Jinzo trên sân, Rasit không thể tác qua các quái bằng những lá bài bẫy của mình được nữa. Zoruchi rút bài và triệu hồi Battle Warrior, sau đó dùng nó cùng Jinzo và Superman of Blastar tấn công trực tiếp Rasit, khiến điểm gốc của hắn chỉ còn 400 điểm. Rasit chúc mừng Zoruchi, một người đàn ông dù yếu đuối thì vẫn sẽ chiến đấu vì danh dự bản thân. Điều này khiến Yugi tự hỏi liệu đây có thật sự là Marit mà cậu đã đối đầu hay không. Đến lượt Rasit, hắn kích hoạt ma pháp Sword of Revealing Light để ngăn Zoruchi tấn công trong 3 lượt. Đến Zoruchi, cậu hiến tới Battle Warrior để triệu hồi The Legendary Fisherman. Đến Rasit, hắn rút bài và ngạc nhiên khi thấy lá bài mình rút được. Marit bảo Rasit đang đóng giả làm hắn, hiện việc có lá bài này cũng là đương nhiên, và hối thúc Rasit sử dụng nó. Rasit dùng khả năng của voi đền của nhà vua để cất giấu lá bài kia và sử dụng nó khi hệ điểm đến. Zoruchi kích hoạt Monster Reborn, hồi sinh Allegacosut, sau đó hiến tới nó cùng với Superman of Blastar để triệu hồi Insect Wind. Bây giờ cả ba quái hú mạnh mà Zoruchi có được trong giải đấu Battle City đều đã được triệu hồi lên sân. Chỉ một lượt nữa thôi thì Sword of Revealing Light sẽ hết tác dụng và Zoruchi có thể tấn công. Nhưng Rasit không để điều đó xảy ra, hắn kích hoạt Cup of Silent Soul và Seal of Circuit. Khi có ngôi đền của nhà vua trên sân, hắn có thể triệu hồi đặc biệt ma hú Celket. Tập 88. Đối diện con quái hú đáng sợ, Zoruchi không chắc mình sẽ chiến thắng. Cậu chỉ còn có 200 điểm gốc thôi. Bên cạnh đó, lá bài Marit đặt vào bộ bài của Rasit chính là The Winged Dragon of Ra, nhưng chỉ là bản sao được đám Ray Hunter in lậu. Tuy là bản sao nhưng không phải ai cũng có thể dùng được nó. Một tên Ray Hunter thử nghiệm đã bị sét đánh khi cố gắng triệu hồi vị thần này, nhưng Marit tin tưởng Rasit có thể triệu hồi được nó. Rasit cảm ơn Marit vì sự tin tưởng của hắn, nhưng Rasit có thể chiến thắng mà không cần dùng để lá bài thần giả mạo. Vì Sword of Revealing Light vẫn còn nên hắn không phải tấn công được. Đến lượt Zoruchi, cậu rút được lá bài dung hợp, nhưng nó không có ích gì trong tình huống này, nên Zoruchi chỉ chuyển hết quái hú về thế hữu rồi kết thúc lượt. Sword of Revealing Light biến mất, nên Rasit cho ma hú Celket tấn công và nuốt chửng Jinzo của Zoruchi. Không chỉ thế, sau khi tiêu diệt một quái hú, Celket sẽ hấp thụ một nửa sức công quái hú đó và trở nên mạnh mẽ hơn. Tới Zoruchi, cậu rút bài nhưng không có gì quan trọng. Zoruchi lại bỏ lượt. Đến Rasit, hắn tiếp tục tấn công và nuốt chửng Insect Queen bằng Celket, khiến sức công của Celket giờ đây đã tăng lên đến mức 4.900 điểm. Đến đây, Shizuka đã không thể chịu đựng được nữa. Cô bé quay đầu định bỏ chạy, nhưng Zoruchi đã gọi cô bé trở lại. Dù chuyện gì xảy ra thì cô bé cũng phải theo dõi trận đấu này đến cuối cùng. Nhìn thấy khung cảnh này, Rasit lại hồi tưởng về quá khứ của mình. Sau khi hắn được nhận nuôi bởi gia tộc Iska, hắn đã biết được bí mật của nơi đây. Gia tộc Iska mang trọng trách canh giữ lăng mộ của Pharaoh qua nhiều thế hệ. Nhưng đến thế hệ này, ông bà Iska vẫn chưa có con, họ chỉ nhận nuôi Rasit. Nhưng vì Rasit không mang dòng máu Iska nên hắn không phải tiếp nhận nghi lễ của người giữ mộ. Thời gian trôi qua, ông bà Iska đã sinh ra được thêm một đứa con gái và một đứa con trai. Rasit đã hứa với bà Iska rằng sẽ bảo vệ hai đứa con của bà sau này khi Marit lớn lên và phải tiếp nhận nghi lễ của người giữ mộ bằng việc khắc những văn tự cổ lên lưng của mình. Chính Rasit cũng đã tự khắc một phần lên mặt của bản thân để chứng minh lòng trung thành của mình cho người em trai đáng thương. Nhưng Rasit biết nghi lễ của người giữ mộ đã truyền vào Marit một thứ sức mạnh tà ác, và thứ tà ác đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quay lại trận đấu, Marit thôi thúc Rasit kết liễu Zoruchi.
Brexit lại hối thúc Zurichi đầu hàng, nhưng Zurichi không đồng ý. Ngọn lửa của bài hữu chân chính đang được cháy trong mắt của cậu. Brexit tiếp tục cho siêu kép tấn công và biến Legendary Fisherman thành món sushi cá mập, khiến sức công của nó tăng lên thành 5.825 điểm. Đến lượt Zurichi, cậu rút, nhưng vẫn không có đá bài nào cần thiết, nên lại bỏ lượt và bảo Brexit tấn công đi. Nhưng trước khi Brexit kịp tấn công, Zurichi lại nói kể từ lúc bắt đầu trận đấu này, Zurichi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đầu, cậu rất giận dữ và muốn nghiền nát Brexit, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại. Maric mà Zurichi biết là một tên vô lại sẽ dùng những phương pháp bẩn thỉu nhất, nhưng trận đấu này lại là một trận đấu vô cùng tuyệt vời. Đối với Zurichi, cậu khen Brexit là một bài hữu tuyệt vời và không hiểu tại sao Brexit lại giả làm Maric, nhưng cậu hay chắc chắn rằng người đang đấu với mình thì không phải là Maric. Yugi cũng đồng ý với việc này. Cậu không cảm nhận thấy được sự độc ác trên người của Brexit. Brexit không quan tâm, thẳng vung cây quyền trượng ngàn năm giả về phía Zurichi và ra lệnh cho Silket tấn công. Nhưng ngay khi móng vuốt của Silket sắp chạm đến Zurichi thì đã ngừng lại. Maric ra lệnh cho Brexit phải sử dụng lá bài Winged Dragon Opera để mọi người tin hắn là Maric thật sự. Liệu Brexit sẽ sử dụng lá bài hần giả kia để đánh bại Zurichi hay không? Và sức mạnh của The Winged Dragon Opera là gì? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của series tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! Demon Slayer trên kênh M2 Deal Channel. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và theo dõi để đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo nhé. Mình là Bucky, xin chào và hẹn gặp lại.